Ngày 17 tháng 10, một nữ diễn viên và một đạo diễn người Nga đã trở về trái đất sau 12 ngày làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS để ghi hình cho bộ phim đầu tiên trên thế giới được quay trên vũ trụ. Nữ diễn viên Yulia Perisild, 37 tuổi, và đạo diễn Klim Shipenko, 38 tuổi, đã khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đầu tháng này, cùng với phi hành gia kỳ cựu Anton Shkaleprov để ghi hình cho bộ phim có tựa đề The Challenge, tạm dịch là thử thách. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nữ bác sĩ phẫu thuật được đưa lên ISS để cứu một phi hành gia. Phi hành gia Anton Skaflerov, 49 tuổi, và hai đồng nghiệp người Nga ở trên ISS cũng được mời đóng các vai diễn danh dự trong phim. Trong hành trình trở về trái đất, đoàn làm phim được phi hành gia Oleg Novitsky hộ tống sau khi chuyên gia này kết thúc giai đoạn làm việc 6 tháng trên ISS. Thông báo của cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, tàu Soyuz MS-18 chở theo 3 người đã đáp xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan đúng kế hoạch vào 11 giờ 36 phút giờ Việt Nam. Phi hành đoàn xác nhận tình trạng sức khỏe tốt. Theo nhà sản xuất của Channel One TV, đoàn làm phim cũng ghi lại cảnh trở về trái đất để là một phân cảnh trong phim. Sứ mệnh lần này hứa hẹn giúp Nga nối dài những thành tựu vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Nếu dự án được thực hiện đúng lịch trình, Nga sẽ là quốc gia đầu tiên có một bộ phim ghi hình trên vũ trụ, vượt qua dự án Hollywood công bố hồi năm ngoái, hứa hẹn sự kết hợp của tài tử Tom Cruise, nổi tiếng với loạt phim hành động Nhiệm vụ Bất khả thi, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Trước đó, Nga là nước đầu tiên đưa một vệ tinh, một động vật là chú chó Laika, một người là phi hành gia Yuri Gagarin vào quỹ đạo và nữ phi hành gia Valentina Tereshkova của nước này, cũng là người phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ.